tới điểm đó đó, tức là mình sẽ sống một cái 60 60 60 60 60 60 ba cái, bốn cái, năm cái, xong rồi mình làm cái đà nối lại, xong rồi mình xây lên cái đây cho mình đổ một cái này cho nó ra cái bằng phẳng đó. Này là chuyện nhỏ, không có leo rào gì hết. Đây xíu đó thước hai là mình đóng đó, xong rồi mình xây tô đó, bên này mình cũng xây tô điện thì có thằng điện nó ấy, còn cửa thì đã có thằng cửa nhôm nó làm rồi, nó phải vô thôi. Tại sao sân khấu này mình xây hai cái vách lên, hai vách hay là hai vách hai vách hai bên rồi thế nào, hai vách hai bên được không? Dạ đây nè, dễ cái gì nhất chị đặt vách ra. Dạ đó, cái nó cong ra tới đó, cái nó cong vào bên kia là mình xây theo chiều cong nè. À, xây theo chiều cong đó thì mình sẽ đóng cự tràm nè. Vâng. Một cái ngay đó, cái ngay đây, cái ngay đây. Dạ. Là mình làm hai cái đà, sau đó mình xây cong theo. Cong theo đây đó. Dạ. À, sau đó mình đổ cái này nè, mình đổ 8 phần. Đây, cái hiện này là bê tông rồi. Thì vâng. Cái sắt là chú cấy. Cấy rồi đó. Chú có đồ cấy. Dạ. Chú cấy vô cái là dính vô nó sắt 20 cho cháu, sẵn 10 ly. Chú cấy 20 là nối vô ra tới đó. Xong rồi ở trên này mình cũng làm cái đà nhỏ trên này. Rồi cái mình đổ bê tông ra à. Đây 8 phân. Cái mình xây tô. Đó, xây tô bên đó. Còn điện nước bên chú đi. Vâng. Nó đó là xây tô với là cái này nữa nè. Dạ. Đập tháp ở cái hồ này. Mình sẽ xây cái nó bự ra đây. Đây, đây, đây chú chỉ cho. Cái bồn hoa đây là bỏ đi. Trước đó là bồn hoa. Tuy là xây đựng hơn, đập ra xây đựng hơn. Với lại lát cái này. Lát cái này với lại lát ra đó luôn. Với lại lát bên đó luôn. Lát gạch. Lát gạch đấy nè, cái gạch gạch ngược cái, đâu cái này trước là lát gạch cho người nó lột lên chứ, đang lột lên nhé. Thì cái này nè, thì mình đập bỏ, mình xây từ đó ra đến đây, chạy dọc tới đó cũng bằng cái này nhưng mà nó bự hơn và nó cao hơn, nó cao lên khoảng 6 tấc, mà nó hở khỏi mặt đất 2 tấc thì chú sẽ cấy bê tông với lại thép sẵn, xong rồi chú làm một cái sắt hộp. Chạy dài từ đây đến đó, bên này chạy dài từ đây đến đó, xong rồi chú ở dưới chú lót cái sembo nè, lót sẵn nè, cháu chỉ ra sắt chữ U vậy nè, sắt chữ U lên chừng 2 tấc bên này, 2 tấc bên này đổ 8 phân, ra sắt chữ U cái mình đổ bê tông mình trộn tay thôi chứ không có gì gớm, tại cái này nó cũng không có gì mà cấu trúc người ta gì gớm, làm vậy để cho nó khỏi ấy mình trộn chống thấm, để chú đưa chống thấm, cái mình trộn vô mình, nó tóm là đổ bê tông cái này, đổ bê tông cái đó, cái nóc nhà này, nhóm nhà tắm này cũng đổ bê tông. Nói thì nói tóm là nó cũng đơn giản thôi mà. Dạ. Với lại tất cả là dưới thấp, không có dàn giáo, không có gì hết. Tất cả đều là thấp hết, kể cả cái này. Này thì chắc thì được công nhật để làm vậy thôi chú. Chứ còn cái này, cái nào là của bác sẽ dâng ngoài đây lên thành hồ luôn hả? Lên thành hồ, tức là thành hồ là bê tông. Thì bác sẽ cấy hai cái sắt. Xây lên trên thành này luôn. À, xây lên thành này luôn. Động ra tới đây luôn. À, nhưng mà nó hở lên vậy, cho nên là bác sẽ cấy sắt. Cứ là 6 tấc bác cấy, 6 tấc bác cấy. Xong nó bác hàng một cái hộp sắt hộp. Thì bác sẽ làm một cái miếng ở dưới sẵn luôn, bác sắp gạch bốn lỗ này làm cái miếng sembo, xong chặt đây thì con chỉ là làm bốn miếng sembo ở trong này, con đổ lên 2 tấc để cho nó khỏi xì ra ngoài này. Rồi cái là từ đây tới đó là mình có thể mình xây gạch thẻ xây lên ở phía trên, mình đổ cái đà nhỏ. Dạ. Trên nó đã là hai cọng sắt sáu cũng làm cái bể trồng cây hay là làm trồng cây trồng cây bể hồn hoa, tức là hai bên bắt chạy hai cái rây sắt hộp cao lên khoảng 30. Dạ. Làm sao thì con chỉ ra sắt thí dụ như sắt mình ra thí dụ sắt 10 chứ mình uốn vậy là A 15 uốn thôi để sau đổ cái bê tông ấy, mình đổ xong rồi sau đó mình xây gạch đinh mình xây lên. Rồi ở trên mình chạy cái viền sắt ở trên này nè, rồi chút trên xíu hồ trên, rồi mình tô, thôi chấm hết. Nó đơn giản mà, cái trồng bồn bông thôi mà. Ăn thua là cái khó, cái này thì chú cấy sẵn hết rồi. Vâng, thì cái đấy chú quấy bên dưới. Ở dưới đây là bê tông, hai bên là hai cái đài bê tông chú cấy sẵn. Rồi chú làm cái sắt hộp sẵn luôn. Thì con sẽ tựa vào cái sắt hộp đó con làm. Còn bên trên thì có cần chú làm hai cái phi 12, phi 14 từ đó ra đây cũng được. Nó giữ cái thành. Nó giữ cái này, nó giữ cái bắn vô đây nè. Nó giữ cái thành. Đằng kia cũng vậy, nó cứ khoảng mỗi ấy mình làm cái mình giữ. Thiệt ra là không cần giữ nó, mình làm cái mình chạy ở trên đó, mình chạy sắt sáu, hai lần sắt sáu chạy trên này nè, chạy hình chữ U, cứ lên một chút xíu chừng ba tấc mình chạy hai cộng sắt sáu, ba tấc mình chạy hai cộng sắt sáu, cứ ngắt. Dạ vậy cũng được. Tô lên nó đâu có bể nổi.
anh Thuân làm hồ già thôi. Thì vật liệu chú mua rồi cho nên con đâu có sợ hao tốn gì đâu. Coi như là nhân công thôi, con tính bao nhiêu công là con tính dư một chút xíu, con có lãi chút xíu vậy thôi. Đấy, thì vật tư của chú mà nên là đỡ, không có cái quan trọng vấn đề về tính toán vật tư đó. Con tính nhân công thôi. Vâng. Cái này dài mấy thước? Cái này dài mấy thước? Ngang thước rưỡi. Ngang thước rưỡi, dài từ mình đổ bê tông trên trần từ đây qua bển luôn á, là chỉ có nóc thôi. Nóc đổ bê tông thôi, ở dưới này mình chơi ba cái trụ. Ba trụ. Xong chơi cái đà ở trên mình đổ cái nóc bê tông ra, ở đây là bê tông nè, đây là cái đà bê tông nè. Mình cấy vô, cấy được chú cấy, chú có đồ cấy, cấy sẵn sắt ra 20-20 sẵn. Rồi mình bám vô đó mình đổ thôi. Đổ mái bê tông. Đổ mái. Sau này có đặt tí một dàn giáo đây có rồi. Nhà giáo nhiều thì không có chứ đủ làm mấy cái này. À. Xây cái này với lại con ớt, con lát cái này. Lát cái này với lát cái phòng tắm. Thực ra thì cũng, cái này cũng không cần phải đóng cửa chàm đâu, cái nó có đâu có sợ nứt được. Không không, phải đóng cửa chàm. Phải đóng chàm à? Chàm chú mua hết rồi mà, phòng tắm giờ cũng đem hết đi à. Vậy thì bạn đóng ba cái hố móng ấy rồi. Hố móng bằng này. 60-60. Mỗi bóng 8 cây, cái này đóng chuyện nhỏ mà. Thang này kia ở đây có hết, thang đứng đây cao này có hết. Đồ nghề gần như ở đây dàn giáo với thang là có đầy đủ hết, không có lại gì hết. Có vồ không? Vồ thì có phải đây có vồ. Thì cái đóng cái tay ấy là phải có vồ ấy. Đóng được có mấy chục cây thôi mà. Đó, bên này nè là 3 cái, hố đó bên này 5 cái, dưới đây 1 cái nữa là 3 với lại 4, 5, 9 cái. 9 cái hố, mỗi hố 8 cây, chấm hết. 12 cây. Cái xe cuốc nhỏ nó vào được, nó nhấn cái xong nhưng có thể đóng vồ ấy. Không, cũng thế là vào được. Dạ. Cũng là không được. Đây nó ven sông lên đấy. Nhưng mà đất mềm lắm, đất bùn. Đất con thấy nhìn thấy đất mềm. Cách mặt nước khoảng chừng 6 tấc à, là đụng nước à. À, nếu có 6 tấc đụng nước thì bắt đầu phải rồi, phải tắm cử rồi. Đóng cử. Phải đóng cử tràn. Đây là chú đóng cái cửa trận cái này là 20 năm rồi vẫn không suy xỉn, cái này không lúng luôn, một ly cũng không lúng luôn. Cái đóng cửa trận chú đóng nè. Có quan trọng hệ thống nước của chú nó không bị hỏng được, cái đợt bơm nước bên dưới nó không bị ấy được. Không. Không bị xỉ được. Không có xỉ xít gì hết. Đấy là tốt, là bên dưới cái nước, đường nước ngầm bên dưới nó không bị xỉ, nó không bị hao nước ấy. Ờ, chú làm ngon lành. Cái này trên nằm ốp gạch, ốp đá chứ. Cái này ốp gạch, cũng gạch đang tính đổi lại, cái gạch này 20 năm nó lỗi thời rồi. Màu gạch. Thì bây giờ mình ốp gạch lại là 20-80 á. Gạch 20-80. Gạch bằng giả gỗ á. Đúng rồi. Nhưng mà nó nhám, còn cái ngày xưa là đá nổi, cái này xoài nổi. Ừ. Ốp gạch nhám. Chứ cái ốp cái gạch nào nhưng mà nó đừng có dơ, tại vì mình cứ đi lại trên đây nhiều nó đen đó, nó đen cái mặt gạch. Ừ. Đấy, tình hình tổng thể đó là như thế. Dạ. Cái hồ này này, hai cái nhà tắm nè, cái sân khấu. Dạ. Cái khấu này dài 9 mét, mình ra đó 1,5 mét hay là 2 mét? Dạ, chỗ này là 6 tấc. 6 tấc, 9 giữa. 2 giữa là 1,8 mét. Dạ. Nó theo hình vòng cung. Còn này là xây thẳng hình chữ nhật, ra 1,5 mét. Phủ bì hả? Dạ, phủ bì. Phủ bì từ bếp này ra 1,5 mét. Trong mình khỏi cần xây. Ra tới kia là từ đây đến là khoảng 7 mét. Mà cái sân khấu mà sau chú để cái cửa của cái phòng làm cái phòng lữ ngay đây, nó cạnh sân khấu hơi kỳ. Đâu có, mình sẽ trồng cây rồi kia. Chắc phải làm cửa kia hoặc là cửa kia thì che. Mình đã mất một cái khoảng không gian. Mất khoảng không gian đó. Nhưng mà sợ mình để cửa ở đây thì mình phải làm cái cây nó che đi. À, mình phải trồng cái cây nó che cái cửa đi. Chúng coi mình đứng trên khấu là nhìn cái cửa vào nó kỳ quá. Đúng rồi, mình làm cái cây. Yeah. Làm cái cây ngay chỗ cửa đó. Có thể là mình làm cái quầy bar chỗ này là... Nhưng mà chỗ này là mình làm cái thác hết trơn xuống rồi. Cho nên cái quầy bar nằm bên kia kìa. Ở đây mình trồng cái cây này nè. Cái nó bùm xùm nó đây thôi. Dạ đúng rồi, nó che cái cánh cửa đi chú. Đó. Tại vì nó... Cánh cửa mình đi vô vậy. Hay nó mở ra hai bên nhưng mà cửa nó cửa lửng. Nó trồng cái cây trước mình che. Dạ, đúng rồi. Không. Mình vô cái nào mình ấy ra hai bên. Đó con về con tính toán xem là nhân công thế nào, con tính chi phí có lãi bao nhiêu phần trăm đó. Vâng, thì công rồi cũng thì nó nói chung là nhích là công nhật thế, công nhật đấy. Công ấy thôi làm công nữa. Cái này nó nhỏ, nó không cái gì gọi là làm lai ra cho nó vui vậy thôi. Tại vì nó không liên quan vật tư nên con không phải tính quá nhiều, liên quan vật tư thì phải tính kỹ lại. Con
cái này coi như làm giúp chú chứ thiệt đó, cái này đối với con cũng chẳng là bỏ bè gì. Dạ thì đấy rồi. Không quen mai mốt có công trình khác thì mình làm. Không nhiều, tại vì các công trình biệt thự cái thứ những cái xung quanh sân vườn như đó nhiều lắm, nhưng mà phải làm nhiều ấy, nên là cứ, mỗi nhà đi nó một có một cái hay riêng. Mỗi nhà nó kiểu mỗi nhà nó có một cái kiểu khác nhau riêng. À, có gì là con báo chú ấy. Con, dạ. Con gì? Con tên Thi ạ. À, Thi con này tên Hùng. À rồi. Dạ. 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 Thi là anh Thi đó, là con là chủ đây không? Vâng, con dịch vụ mới dịch vụ. Đấy là tôi lát cái này luôn, với lại lát cái vâng. Còn sân khấu cũng lát ở trên luôn, sau khi mình làm cái sàn bê tông rồi. Nặng cái nóc rồi mình lát luôn. Con gửi cho chú cái báo giá, chú để chú nhắn tin cái mail của chú, con nhắn gửi báo mail. Vâng, con gửi con mail hoặc cái số điện thoại chú có ấy không?